học ngay giao hàn, biến mất bánh bao, má phúng phính thành mặt V-Line thời thượng. Không phải ai cũng may mắn sở hữu gương mặt V-Line như Jonah, nhưng các giao hàn vẫn có 1001 cách để giúp gương mặt trở nên thon gọn mà chẳng cần đụng dao kéo. Sunji, Red Velvet. Sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc với mắt mụn mí, gương mặt tròn đầy, phúc hậu, cô nàng đã biến gương mặt trở nên nhỏ nhắn bằng cách để kiểu tóc phù hợp. Cô nàng đã lựa chọn kiểu tóc mái ngắn và để tóc dài để giúp gương mặt trở nên nhỏ nhắn và có nét hơn rất nhiều. Búi tóc cao như IU cũng là cách tuyệt hay để tạo cho gương mặt cảm giác thanh thoát. Tóc búi cao khiến gương mặt của bạn trông dài hơn, nhỏ hơn. Buộc tóc cao như cô nàng Mina cũng tạo hiệu ứng tương tự. Những lọn tóc từ má xuống cằm giúp gương mặt cô nàng trở nên thon gọn, nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Hoa tai lớn, dài giúp gương mặt Lisa dài và thon gọn hơn nhiều phần. Hoa tai dài quá cằm vô biến gương mặt tròn thành V-Line hoàn hảo. Gương mặt tròn trịa bỗng chốc biến thành V-Line nhờ những chiếc bông tai dáng dài sặc sỡ. Ngoài ra, những chiếc kính to bản cũng là trợ thủ giúp gương mặt bạn trông nhỏ nhắn hơn. Gương mặt Suzy quá đỗi xinh đẹp và cuốn hút khi cô diện kính to bản phải không nào? Giống như để tóc, đánh phấn tạo khối cũng là cách tuyệt hay giúp gương mặt của bạn nhỏ, thon gọn hơn. Nhờ trang điểm, Victoria đã tự tin hơn rất nhiều với gương mặt V-Line thon gọn. Ngoài kính, hoa tai, bạn có thể chọn một chiếc vòng hoa đội trên đầu để đánh lừa thị giác, giúp gương mặt trở nên nhỏ nhắn hơn. Mũ cũng là phụ kiện được nhiều ngôi sao lựa chọn. Bạn nên nhớ là đội mũ càng rộng vành thì mặt bạn trông càng nhỏ đi. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV